Đâu sợ. My My đó, như thế là nó đã bắt đầu nhận được rồi đấy. Bây giờ Phú cứ luyện tập đi luyện tập lại vài lần để mình kiểm tra xem này nó chắc chắn chưa, cứ tập lại đi để thầy quan sát luôn. Name Name What You Ok, được rồi đó. Vậy là thế nào? Ok, thế nào? Your It Vậy là mình đã có tới. Ok, mình đã thử được nha. Thì mình sẽ lưu ý là lần sau mình cứ mở bằng cái trình duyệt Chrome này. Chrome và để sẵn trên này rồi. Ở trên bookmark mình cứ bấm vào đây thôi. Tại một thời điểm thì mình sử dụng được trên một thiết bị. Dùng trên cái này thì cái bản ở trên điện thoại sẽ không dùng được nữa. Đó, dùng khi dùng trên điện thoại thì bản này nó sẽ không được dùng nữa. Lưu ý cái đó. Tại một thời điểm. Mình cứ học ở trên máy tính đi, khi nào mà mình đi đâu chơi thì mình đăng nhập bằng trên điện thoại, bất kỳ điện thoại nào cũng được nha, bất kỳ điện thoại nào, chỉ cần nhập đúng theo cái email mà mình đã đăng ký cái phần mềm đó là được. Thì với những bạn mà đã có cái phần mềm thì sắp tới thầy sẽ dạy thiên về bằng cái phần mềm này nhiều hơn này, để ra bài tập cho chúng ta ở trên phần mềm này luôn. Ví dụ thế ha, ví dụ như chúng ta học lớp 4 này thì chúng ta sẽ làm bài tập như thế này luôn, và việc làm trên bài tập thế này nó rất là dễ đúng không? Không hẳn là dễ mà nó có kết quả ngay. Sau đó mình đã xem vào bảng xếp hạng đây nữa này. Trong bảng xếp hạng này thì bố mẹ cũng có thể xem được luôn này. Ví dụ như là kết quả của đây của Phú, Trần Đức Phú này, mình xem luôn được là cái đây lấy được Phú này, mình xem luôn là cái lịch lịch sử thời gian mình đang làm việc ngày hôm nay đây đúng không? 8 tháng 10 này, 1:03 mình bắt đầu làm các cái bài như này này. Đó. Xem hết tất cả là thời gian học như nào, bài nào có bao nhiêu điểm. Thế này có hết luôn. Thì bố mẹ cũng có thể tham khảo luôn, bố mẹ cũng nắm được là con học vào giờ nào, những cái kỹ năng nào mà còn hơi yếu thầy giáo cũng có thể xem được luôn. Đó, thì tất cả các bạn mà đăng ký về trường tiểu học Suy Xá thì thầy giáo có thể xem trong cái bảng xếp hạng này để biết được từng bạn một, bạn yếu kỹ năng nào, tốt kỹ năng nào, cái nào cần khắc phục, cái nào có cần phải cố gắng hơn. Đấy, ví dụ thế này. Đây vẫn là bạn Ngân Khánh, bạn Hà Sang, bên xem ở Hà Nội này. Xem bạn nào tuần này 40, Ngân Khánh vẫn đang số 1, có vẻ Ngân Khánh rất quyết tâm để giành được cái học bổng cho tháng này. Rất đáng khen cho bạn Ngân Khánh, vẫn là cố gắng để giữ cái vị trí này. Tuần 40 rồi, sắp hết tuần 40 rồi. Khả năng cao Ngân Khánh vẫn giữ được vị trí đó. Còn toàn quốc thì thôi, chứ khi nào chúng ta phải thực sự mình rất là xuất sắc. Mình xem là có ai lọt đây, Ngân Khánh đứng thứ 3 này, ở toàn quốc. Đó. Này chúng ta có thể xem ngay, bạn Ngân Khánh thực sự là bạn rất là quyết tâm. Thì đây là mình tất cả các bạn ở nhà cũng nên cố gắng mình học theo cái sự quyết tâm của bạn đấy nha. Mình sẽ quyết tâm như thế. Chứ chúng ta đặt một cái chỉ tiêu như thế nào, đặt một cái kế hoạch, một cái đích đến, mình sẽ bằng mọi cách mình đạt được cái đích đấy. Không quan tâm người khác nói gì, không quan tâm ở bên ngoài thế nào cả. Chúng ta đặt cái đích và cứ thế nhắm cái đích đấy thôi. Đấy, quyết tâm học. Ví dụ bạn Ngân Khánh thì gần như là có thể là mẹ Tuyết hỏi xem mẹ Hương hay là nhà bạn Ngân Khánh bạn học như nào, nhưng mình muốn biết này, mình bấm vào đây này, xem bạn Ngân Khánh bạn học như thế nào này, đó, lúc 1 giờ chiều, tức là bây giờ bạn cũng đang học này, thấy không, vào thời điểm này bạn đang học này đó, đây lần lượt từng giờ trong từng ngày này mình sẽ mới hết này, thì bạn mới duy trì được cái vị trí nó lâu như thế. Nếu không thì sẽ có các bạn khác sẽ chen lên này đó. Thế nên là thầy giáo ở đây thầy sẽ gom tất cả các bạn về trường Suy Xá để thầy có thể hỗ trợ được. Ví dụ đến thời điểm này thì những bạn mà đang chạy phần mềm miễn phí cũng rất là nhiều, và những bạn mà mới cài đây thì cũng khá là nhiều. Bạn Minh Thư này chạy phần mềm rồi này, bạn Hương Giang cũng đang chạy này. Hương Giang thì hình như mẹ lập cho tới 10 cái email cơ, nhưng mà khả năng là mẹ cũng đang quyết định mua rồi, vì sau một thời gian học là thấy cũng khá là hữu ích. Mình trong lớp mình so sánh nhất là bạn Hà Sang. Thực tế là nếu mà bố mẹ so sánh cái video đầu tiên của Hà Sang làm bài tập kiểm tra đầu vào và cái cuộc thi hôm vừa rồi, mình thấy Hà Sang phát âm khác hẳn. Đó, riêng trường của Hà Sang thấy phát âm khác hẳn. Còn Ngân Khánh thì bản thân cái video đầu tiên của Ngân Khánh vào nói cũng đã khá là tốt, nhưng mà trường hợp của Hà Sang là một trường hợp mà thầy thấy là tiến bộ rất nhiều trong tùy một tháng thôi, chỉ một tháng. Trong vòng của tháng 9 phần mềm này Hà Sang mới dùng được có một tháng và mình thấy phát âm khác hẳn. Các bạn có thể xem lại cái video đấy nhá. Ok, thì đây là sau này này, tất cả những bạn mà học bằng phần mềm Easy Class trên máy tính thì thầy thống nhất là chúng ta sẽ học. Trước mắt thì mình vẫn học bằng Google Meet, nhưng về sau mình sẽ học bằng Microsoft Teams. Thì là Phú đã cài sẵn rồi, thì thầy sẽ thay đổi chuyển đổi dần dần. Cái Microsoft Teams này có rất nhiều những cái ứng dụng hay, thầy giới thiệu. Tiện đây thầy giới thiệu luôn nhé. Phú nhìn trên này. Đấy nha, Phú nhìn. Đây là cửa sổ Microsoft Teams ở đây này. Trên này là có nút giơ tay này. Đấy, ví dụ Phú bấm như này thì trên màn hình của thầy sẽ biết ngay Phú đang muốn phát biểu. Có nút giơ tay này. Đây là nút camera, nút micro rồi, nút chia sẻ màn hình ở đây rồi. Nút giơ tay ở đây, mình muốn biết ai tham gia thì mình bấm vào đây. Có những ai ở trong phòng học đó, hiện nay có 2 người. Đây là nút tạm dừng, thì mình biết ở đây mình sẽ có thêm một cái nút giơ tay, ít nhất là các bạn mình không cần phải giơ tay bằng tay nữa, nó thêm được cái nút giơ tay đó. Rồi các chức năng khác như này, cái cửa sổ chat thì vẫn thế thôi. Cửa sổ chat thì thầy nhìn xem với cái bản này thì hiện nay đây thì thầy sẽ nhắn vào cửa sổ chat cho các bạn nha, để xem hiện lên chỗ nào nha. Vì là và chúng ta sẽ không cần phải đăng ký email đâu. Thầy xem là nhưng của bạn vẫn chưa hiện lên chỗ cửa sổ chat, để thầy sẽ phải ok cho thằng rút lower hand, tức là khi ở vị trí của giáo viên thì thầy hoàn toàn có thể cho những học sinh nào được quyền tham gia vào bài, được quyền bật mic, được quyền giơ tay. Đây này, a participant role determine whether they can share content. Đây thầy nhắn lại nha. Trên này như chưa hiện cái cửa sổ chat ở đâu nha. Chưa thấy như chưa cửa sổ chat được này luôn. More show detail device setting. Có thể cái chưa kiểm tra được. Dismiss. What's that? Tại sao mà chưa thấy cái cửa sổ chat của bạn ở đâu nhỉ? Attendee, presenter, mic, spotlight. Con phải nghe. Thầy giáo đang hướng dẫn con. Ok, không sao. Thầy sẽ làm các video hướng dẫn sau chi tiết thì mình sẽ thấy được là mình cũng dùng đầy đủ các chức năng nhé. Chat và ở đây nó có thêm cái chức năng giơ tay, còn đứng ở phía góc độ của người dạy nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì cái phần mềm Easy Class là mình đã nhớ đấy nha. Đó, cách mở lại đấy nha, mình thử test lại luôn xem nào. Phú ơi, Phú test lại luôn nhá, Phú cho các bạn khác test này. Thầy có thể tận dụng chính cái này làm cái video để hướng dẫn các bạn khác được. Từ vựng này. Ê, Phú chọn một từ đọc đi. Nhờ Phú xem nào, Phú đọc xem nào. Tôi kiểm tra lại xem nó có chính xác không, có ghi âm được không hả? Bài này học rồi đấy. America. 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 Bấm lại, không được bấm lại. America. Đó, từ này đúng rồi, chuyển từ khác nào. American. American. April. Từ đây khó quá hả? August. 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 Cố gắng phải tập nhiều hơn nha, đúng không? Từ này khá là khó đúng không? Mình phải tập nhiều hơn đó. Australia. Australia. Mà không sao đâu, có thể thi thoảng có cái lỗi này. Australian. Australian. Ok, lần này để thầy thử chọn một từ để thầy thử truyền âm thanh từ của thầy sang bên Phú nhá. Giống như là thầy đang ngồi bên cạnh của Phú hướng dẫn Phú học đúng không? Cái phần mềm này hay ở chỗ đó. Giống như là bây giờ thầy đang hướng dẫn Phú đọc một cái từ nào đó, và ví dụ như là thầy lấy cái từ nó không phải hình sao đi nhé, lấy những cái từ khác đi, ví dụ này từ này chẳng hạn nhé. Đó. Thì bây giờ ví dụ như là đây giống như thầy đang ngồi bên cạnh thôi. Homework. Đó là nhận được. Thế là chúng ta dùng cái phần mềm này nó rất hay ở chỗ đó, thấy không? Phú thấy không? Giống như là thầy đang ngồi bên cạnh của Phú thôi, không phải là thầy ở cách xa nữa. Nên là các bạn khuyến khích các bạn dùng Microsoft Teams cho thầy, thì thầy sẽ hỗ trợ các bạn được rất là nhiều. Đó. Bây giờ chúng ta dùng công nghệ nó phải tốt hơn, nó nhanh thế. Đó. Đây thầy ví dụ chỗ nào mà Phú không biết dùng thao tác trên máy tính là chia sẻ toàn bộ màn hình này, là thầy hướng dẫn rất chi tiết và Phú sẽ biết làm. Lần sau là không cần thầy ngồi bên cạnh nữa là Phú có thể làm được. Đó, đúng không? Trên phần mềm, trên bài tập hay là tất cả những thao tác nào trên cái máy tính của mình, từ setting, từ tất cả mọi thứ. Đó. Thế là nên dùng Microsoft Teams thì giống như là thầy giáo ở bên cạnh của mình luôn, chứ không phải ở cách xa. Đó. Firework display. Đó, ví dụ từ này thầy đọc này, firework display. Cần phải bấm lại. À, nhận rồi. Mình hơi chậm, bấm nhanh quá là đọc lại này. Firework display.